karaoke sẽ không bao giờ bị zip mic khi các em biết đến tính năng và khai thác tốt cái tính năng chống hú cao cấp có 102 của con đẩy Levang X28 qua một phím bấm. Đấy. Và ngày hôm nay thì Zika với em sẽ chia sẻ cho anh em biết thêm cái tính năng này. Xin mời cameraman quay gần lại hơn một chút để các em biết đến cái tính năng này khi bật ở cái phím gì. Đó là phím feedback. Đấy. Rất nhiều các anh em bây giờ đang sử dụng đẩy Levang X28 thì không để ý đến phím feedback này. Vì trên đẩy Levang X28 nó có 3 cấp độ chống hú và cấp độ mạnh nhất là cấp độ feedback X3. Đấy. Thì hôm nay em sẽ test cho anh em cái tính năng cao cấp của cái con X28 này để các em hát karaoke không gặp phải bị trường hợp zip mic. Rồi đầu tiên em sẽ để ở cái cấp độ cao nhất, đó là feedback X3. Thì em sẽ bật mic lên, đang để ở một ngưỡng volume mic là 26. Em sẽ test cho anh em nha. Đấy, các em thấy không? Gần như không có dấu zip xảy ra. Tuy nhiên khi em tắt feedback đi này. Đấy. Feedback 3 cái cấp độ cao nhất là sẽ bị dừng mic luôn. Đấy. Thì em thấy được là nếu ở trong cái trường hợp chúng ta chỉnh âm sắc của bát trung chắc của nhạc của mic rất ok rồi nhưng vẫn có tiếng xì xèo thì không gian nhà chúng ta nó hẹp quá. Đấy. Thì các em bật cho em cái feedback X3 là lên là cái cấp độ cao cấp nhất để chống hú cho các anh em cái việc hát karaoke. Còn nếu bình thường chúng ta có thể là để cấp độ 1, cấp độ 2. Tuy nhiên em đang set up với đôi SH1005 và ở cái không gian này và em đang để ở mức volume rất lớn lên đến 26 thì em phải để ở mức cấp độ chống hú cao cấp nhất của con đẩy X28. Đấy, các em thấy được là cái tác dụng của con phím feedback X, cái phím bật tắt chống hú nhanh của con X28 chưa ạ? Đấy. Nên là anh em mà sử dụng con đẩy bằng X28 thì nên biết đến và khai thác tốt cái tính năng này và em sẽ test một bản karaoke trực tiếp trên bộ cấu hình combo với các loại SH1005 và SH1005 và X28 mic M9 cộng và sub này và ngồi cách loa luôn để hát và em để đúng cái cấp độ chống hú feedback X3 để anh em cùng test thử cái khả năng chống hú tuyệt vời của con X28 này nhé. Tôi lớn lên bờ bám sát nước mặn những chiều không bay chẳng lần là chỗ rồi xuôi ngược theo dòng đời năm tháng quên người mà chẳng nhớ quê I'm
Chống vú tuyệt vời của con X28 chưa ạ? Em ngồi rất là gần loa, hát gần như hết một bài karaoke mà gần như không có hiện tượng bị rú rít xảy ra. Cái việc này rất là quan trọng nhé, và thể hiện được cái bộ dàn mang tính chất chuyên nghiệp rất là cao để hát karaoke, tạo nhiều cảm xúc. Và cấu hình combo này em đang ghép với cặp loa S2005 đẩy lên loa X28, MIC-M9 cộng và loa Super T92 bát cộng hưởng. Bác nào thấy bộ cấu hình combo này hợp lý và thấy cái khả năng chống vú tuyệt vời, thích cái sự đẳng cấp và nhiều công nghệ cao như X28 thì có thể để lại số điện thoại chúng em tư vấn thêm nhé, và comment chúng em sẽ tư vấn và hỗ trợ giải đáp tất cả thắc mắc của anh em. Chúc anh em nhiều may mắn, thành công cũng như là sử dụng các bộ dàn, và đặc biệt dùng con X28 khai thác tốt cái tính năng chống vú này để có một trải nghiệm một bộ dàn âm thanh chuyên nghiệp hơn nhé. Rồi, xin cảm ơn các em rất là nhiều, xin chào tạm biệt ạ.